tin nóng trong ngày, phụ mẹ và cậu ruột chăn dắt con ăn xin. Đoàn Luân, người cậu quan hệ với hai cháu ruột, khiến một cháu mang thai tới 2 lần. Thưa quý vị, mẹ ruột Đào Thị Gái 38 tuổi và cậu ruột Đào Văn Bé 24 tuổi đã khiến những đứa trẻ là máu mủ của mình trở thành những người ăn xin, làm công cụ kiếm tiền. Họ bỏ đói, đánh đập, chích điện và ép các con mình đi ăn xin có KPI mỗi ngày. Thế nhưng thưa quý vị, đó chưa phải là tất cả. Chúng ta sẽ phải trùng mình khi khai rằng, không chỉ bạo hành và chăn dắt các cháu ruột hành nghề ăn xin, Đào Văn Bé còn loạn luân với hai đứa cháu khiến một cháu mang thai tới 2 lần, đồng thời bắt cháu Đê và các em gọi Hắc bằng mợ, trong khi Hắc là chị ruột Đê. Đê cho hay, để ép cháu Đê và Trờ đi ăn xin, người cậu ruột tàn nhẫn đã dùng vợt mũi, tháo phần vợt rồi gắn cây sắt vào thành cây chích điện. Độc ác hơn, người cậu này còn bắt con rết núi cho chích vào chân Đê để đi ăn xin. Con cháu Trờ thảng thốt nói, cậu lấy cọng dây điện của ấm nước sôi để đánh, cậu đánh con gãy răng, rồi đánh bầm tím cổ, đánh bầm cả lưng. Khủng khiếp hơn là chuyện loạn luân. Theo Đề kể, mẹ đến trường bắt nghỉ học và đưa về khu vực nhà trọ ở thị trấn Phước Bửu, Bà Rịa Vũng Tàu, ở cùng cậu và các em. Tại đây còn có Hắc, lúc này mới 13 tuổi, là con riêng của Đào Thị Gái và người chồng trước. Ở chung một thời gian, Đào Văn Bé làm chuyện động trời với cháu ruột Hắc, khiến cháu có thai. Từ đó, bé buộc Đề cùng các em phải gọi Hắc bằng mợ. Đến ngày cháu Hắc chuyển dạ, Gái và Bé đưa về bệnh viện Long Khánh để sinh con. Giấy chứng sinh không có tên cha, mà chỉ có tên của cháu Hắc là mẹ của trẻ sơ sinh. Khi con của cháu Hắc chưa được 1 tháng tuổi, chính Gái là người ôm đứa cháu ngoại bất đắc dĩ của mình hàng ngày đi xin ăn. Vài ngày sau thì đứa trẻ này bị bệnh nặng và chết. Tại trụ sở công an, Bé và Gái khai nhận toàn bộ hành vi sai trái. Ngoài ra, Bé cũng thừa nhận đã loạn luân với cháu Hắc. Chưa hết, hiện Hắc có thai 4 tháng với Bé, đây là đứa con thứ hai. Ngoài ra, Bé còn khai nhận đã quan hệ tình dục với chị ruột của Hắc tên là L, 19 tuổi, 2 lần khi cả ba ngủ chung trong phòng trọ. Thưa quý vị, những hành vi thất đức của những người được gọi là mẹ, là cậu ruột đã khiến xã hội trùng mình khiếp sợ. Hiện tại thì các cháu đã được về với bà nội và được nhiều mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ. Còn hai kẻ tàn bạo kia đã được đưa ra ánh sáng chờ ngày xét xử. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm Tin Nóng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe kênh Sun TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.